Đây, này chào mọi người nha. Tiếp tục bắt ong nữa nha mọi người. Đây là ngân hàng. Ai. Lại ong cũ không nha. Lần 2 nha. Chạy ong quấn cái này lại, đừng cho. Rồi rồi đi, không chạy đâu. Leo lên, leo tới chảnh đi, leo chảnh đi. Đưa tới không? Nó 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 nó. Ờ, dùng lên. Quá đẹp. Đây. Đâu tắt luôn. Đèn. Khó cháy lắm. Phải. Nghĩ đi trời mưa nữa mà. Nhẹp. Cây có nhẹp mà. Không, em lại mày ơi. Chứ mà
đéo ông à. Mũi quá yếu, mặt mũi yếu quá, kỳ đó, mặt yếu quá rồi. Ôi, con bự mà quá tệ vậy. Sao? Không xong à. Mặt không gà lâu rồi mà mặt vô quá trẻ yếu. Đây hả? Nhập bón không? Cầm đầu chưa? Cái thằng nào?
ông dùng này yếu mặt quá nên không hố bự gì mà chạy vô. Yếu mặt quá. Trùng hết 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 mùa. Cuối rồi, cuối một. Bắt nhiều cũng thấy bắt lần nào cũng gặp con quỷ như vậy. Bà nói cái gì nè? Bà nói gần đường mà đốt lại để sợ chết người ta. Chích tàng quýnh thôi. Chà, mặt này bỏ chất lượng nó. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Đó kìa. Thôi dồn dồn cái này lại vô đi, em mới có bọc rồi kìa. Chặn người không, người quay qua kìa. Không rút lá luôn hả? Vô coi. Coi ông không gài mưa quá. Coi có gì không không rồi. Có là cắt không có thôi. Rớt mẹ cái dao luôn. Chó. Cắt queo nữa phải không? Tao nhìn tao biết cái mồm mày. Không tắt đâu. Có những cái queo mà giờ xác lên nữa không có mặt xác bọng gì nữa xác lên đi ở trên có đó ở trên cùng kìa nằm rồi như cùng anh hết tối luôn hết tối mẹ nè lấy cây kiều nè rồi kiều đi kiều 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 rồi rồi đéo có rồi gây 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 đi 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 không có đi đi khô mặt rồi dùng người khô éo rồi. Rất gì nè. Ờ đi đi đi. Thôi đi. Xong rồi đó. Xong hết trơn rồi đó. Không có mặt rồi anh này ơi. Ừ. Ờ chạy xe tới đi. Chạy xe của anh Hiền kia tới luôn. Rồi đi giờ chạy ga cho vô.